Giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 năm 2022 tại thị trường ba miền không có biến động mới. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang tiếp tục thu mua quanh mức 50.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 tại thị trường miền Bắc không ghi nhận biến động mới. Cụ thể, thương lái tại hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên tiếp tục giao dịch ở mức 54.000 đồng trên kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, giá thu mua thấp nhất được chứng kiến tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai với 51.000 đồng trên kg. Cùng thời điểm khảo sát, 52.000 đến 53.000 đồng trên kg là khoảng giá được chứng kiến tại các tỉnh thành còn lại. Như vậy, giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 năm 2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch ở mức 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 tại thị trường miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Theo đó, heo hơi tại các tỉnh bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận đang giao dịch cùng mức 52.000 đồng trên kg, cao nhất khu vực. Tại các địa phương còn lại, thương lái đang thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 năm 2022 tại miền Trung và Tây Nguyên đang thu mua quanh mức 51.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 tại thị trường miền Nam lặng sóng ở các tỉnh, thành. Cụ thể, tỉnh Bến Tre vẫn là tỉnh chứng kiến giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực với 50.000 đồng trên kg. Trong khi đó, 53.000 đồng trên kg là mức giao dịch cao nhất khu vực, tiếp tục được chứng kiến tại các địa phương bao gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu. Heo hơi tại các tỉnh, thành còn lại được thương lái thu mua với giá 51.000 đến 52.000 đồng trên kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay 30 tháng 12 năm 2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 50.000 đến 53.000 đồng trên kg. Thân ái chào bà con.